Sao vậy? Tại sao lại bán ghẻ quá vậy? Tại vì em muốn mọi người có chiếc máy này sử dụng để quay vlog mà. Tại sao con Sigma 1850GF của Canon này lại thấp quá vậy? Vậy đúng rồi, anh để giá đúng rồi mà. Để cho anh em có thể có con này đi chụp phong cảnh chân dung này kia ok đó. Dạ em quá sốc luôn. Tại sao anh lại sell con G8 này nữa trong khi lần trước mình đã bán không mà? Nhưng mà vẫn còn khách hỏi mà, mình sell cho anh em xài chơi. Vẫn còn luôn. Trải nghiệm mà. Ờ nhiều vậy? Đúng rồi. Rồi lần này mình tính làm thêm con hãy nhớ nào nữa. Ờ anh thấy số lượng nhiều quá, chắc là con này đi. 64GB hả? 64GB ổn đúng không? Ừ, ổn. Được. Mấy chục con cho nên xài chơi nha. Mình còn nhiều. Anh Tân ơi, sao mà em vẫn thấy thiếu cái gì đó? Thiếu gì đó? Thiếu gì sao? Thứ sáng cần lượng sáng. Đó, cái đen đây. Đây là FF300B. Siêu sắp sàng luôn cho anh em nha. Anh em đừng quên nha, vào 12:30 ngày 12 tháng 7 chúng ta sẽ có một buổi live sell tất cả sản phẩm mà mình vừa nêu. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có phần Q&A để anh em có thể săn những phần quà vô cùng đặc biệt mà Yes Shop sẽ bật mí vào phiên live. Anh em đừng bỏ lỡ nhé.